Thì như vậy thì đã em đã ở với người ta thì em mới nói cái câu nói đó. Nếu em không ở tại sao em cắt đứt số điện thoại này kia, em không cho ai điểm lên trên vậy? Chủ mẹ vợ đi, lừa mẹ vợ đi là lấy 100 mấy chục triệu. Có rồi, như vậy rồi bây giờ em ở đâu, em ở tại chỗ nào? Nhưng mà bắt chính xác viên bãi với cái thằng Khôi này nè, là đủ má đập anh tôi đi. Chết tôi kinh gì tôi chôn, không bao giờ hề tôi nói chị dâu tôi một tiếng nào. Alo. Alo. Chào em ạ. Dạ chị. Chào em. Dạ. Chị, hôm nay chị có làm không? Có. Có hả? Chị ơi. Dạ. Chị, chị nói chuyện với người này được không? Thì thôi bây giờ em ở đâu, em làm cái gì đó thì để cho anh biết, chứ rồi với hai nữa là con kiến đồ này kia đó. Bây giờ em làm cái gì ở đâu đó, cái sự việc nó tập trung là như thế nào thì như vậy đó, em cứ lội về đây đó. Để giờ rồi vợ chồng con kiến đó, để rồi họp lại ba mặt một lời. À, thì đi làm giúp việc cho người ta mà tính là hết tháng rồi mới có về. Rồi bây giờ như vậy á, cho anh hỏi á, bây giờ em có còn thương anh và con nữa không? Tôi nói thiệt là con thì tôi thương rồi đó, nhưng mà anh đối xử với tôi như là cái gì mà anh đưa tôi lên mạng xã hội như thế, anh còn nghĩ tôi là vợ anh à? Ủa thì như vậy tôi anh mới hỏi á, như vậy anh. Thì như vậy thì đã em đã ở với người ta thì em mới nói cái câu nói đó. Nếu em không ở tại sao em cắt đứt số điện thoại này kia, em không cho ai điển hết trơn vậy? Nếu anh là chồng tôi đi mạnh cho người ta, tôi đâu có thời gian đâu mà để mở điện thoại để mà điện. Như vậy là cái thời gian mà mở cái điện thoại không được ha, giữ với em. Nói thiệt nha, anh là chồng tôi mà anh đem tôi bắt lên mạng xã hội là tôi người anh hết ngày rồi. Rồi như vậy rồi bây giờ em ở đâu, em ở tại chỗ nào? Tôi ở đâu tại cha tôi đi làm chứ không phải tôi đi chơi. Anh đừng có nghĩ tôi vậy, anh con người của anh đó, giờ em đối xử với tôi sao, anh tự quyết á. Thì bây giờ đã anh hỏi em ở đâu là anh lên anh rước về. Ok. Rồi điện thoại, quay điện thoại là biết liền bà đang đi làm, giờ điện thoại có cái người nha. Đang nói kỹ bên lỗ tai đó, bây giờ anh kia là nãy anh nghe cái tiếng là có người kế bên vợ anh, có cái người thiệu là đọc thiệu qua đọc thiệu có cái người kế bên 11 giờ bây giờ chắc chắn gọi cho cô không bắt máy luôn. Rồi anh gọi thôi đi, không ở nhà không à, anh lo không mà sao cái vấn đề chị đọc giùm em tin ba cái tin nhắn này giùm em, có thấy đường đâu đọc chị trời. Mang kính vô chị đọc giùm em ba tin nhắn đó, chính là người chị dâu của chị nhắn cho em ha, chị đọc lớn lên giùm em. Căng rồi ha, căng rồi, rồi ha. Căng rồi, cái miệng này của ai hết pin này. Chị bị ổng nói xấu chị nhiều lần lắm rồi, bây giờ đưa chị lên mạng xã hội như thế thì chị không còn tha thứ được nữa. Chị cố gắng làm hết tháng, chị xin nghỉ phép về, chị sẽ dứt khoát không còn gì để tha thứ một người như vậy nữa. Chị muốn em tạm dừng không tin trên mạng xã hội, chị sẽ tự giải quyết chuyện gia đình. Chị cảm ơn em đã chia sẻ tâm sự với chị. Chị tâm sự với em qua lời nói, chị cũng hiểu được em vì chính nghĩa, nhưng chị mong rằng em đừng nghe lời nói của ổng mà đăng bài lên mạng xã hội như thế. Chuyện gia đình chị tự chị giải quyết, ok, có
liên quan gì đến Khôi cả. Không có liên quan gì đến Khôi. Em mở tiếng nhỏ em kìa. Thì là hết, không còn tin nào nữa hết. À. Rồi tin này gửi nào đây nữa nè. Thì chung một ngày đó, hôm qua đó. Chị mong rằng em nhìn xa trong trong rộng một chút. Chị cảm ơn em rất nhiều. Cái đó thì tùy theo chị thôi, là cứ nhắn lại phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Chị nói thật lòng với em, người đàn ông mà đi nói xấu vợ mình đăng lên mạng xã hội là một người đàn ông hết xài rồi. Chị đã từng bị ổng vu oan cho chị, có một lần chị phát hiện ổng ngoại tình, chị có bằng chứng hai người ôm chụp ảnh hung với nhau đăng lên tin. Chị hỏi ổng không nói được mà còn đánh chị, nhờ có con chị chạy về rước chị về dưới nhà con chị ở. Lần đó con chị làm dữ, con chị làm tờ giấy ly hôn kêu ổng ký tờ giấy đó. Chị còn giữ như thế mà chị còn chưa nói gì. Người đàn ông miệng chuyện buồn chuyện mà tại nhất lộ hết hả chị? Chị nói với con chị em muốn gặp chị, con chị nói chuyện tự do mình giải quyết, còn ổng muốn nói gì hay chú muốn nói gì thì xuống nhà con gặp ngay, con mẹ không cần đi đâu cả. Trời, anh ngày xưa anh có đi gặp người khác nữa hả? Không, hồi nãy chị đọc đúng không? Đúng rồi, có. Bây giờ biết không? Có hả? Có cặp với người ta hả? Không có thì nói trong đó cặp trời. Đó. Thì nói trong lần. Đó cặp. Tại nhà đây tôi phát hiện là nhắn tin. Nha, nhắn tin mà tôi không biết nhắn tin ai. Tôi để ý mấy nhà là... Không, em hỏi anh cái vấn đề có hay không. Anh có vợ anh nói là chỉ bắt gặp anh đi cặp kè với một người khác. Không, không, đã tôi nói không có. Cái đó là cái bịa đặt. Là không có đúng không? Rồi bây giờ ấy. Như vậy á, một cái lần đó là như vậy á, bả nhắn tin mà tôi không biết bả nhắn tin ai, là tôi mới thấy nghi nha, tôi nghi mà đó, thì tôi mới chụp cái điện thoại là tôi hỏi bây giờ bà nhắn tin trai đó, bà giật trả lại đó, bà nói cho rõ ràng đi, còn nếu bà nói không rõ bà cuốn đồ bà đi ra ngoài đấy, chỉ nói vậy thôi chứ còn gây gỗ là gây gỗ vậy thôi. Là bả chụp bả điện hai thằng con tôi về chẳng biết ướt giáp gì hết, là hai thằng con tôi á thúc chở bả đi về trước. Hiểu rồi. Có nghĩa là đó. Cái hôm đó là anh hai hỏi vợ rồi. Anh á là nhắn tin cho ai thì hai vợ chồng có cãi qua cãi lại đó. Rồi xong rồi bả gọi cho đó. Hai người con không biết gì hết là chở đó. Vợ anh đi thì, luôn thì bả điện cho hai thằng con tôi á là bây giờ ổng đuổi tao đi và hai người bay về trước đấy đó. Cái câu chuyện là nói như vậy thôi. Rồi anh im đi để đó. Em nói với cộng đồng mạng nghe một cái như đó. Vậy theo như Lâm mấy anh cũng vậy, là đường ông đi ra ngoài uống cà phê thôi chứ mình đừng nói đi làm. Đi làm là đương nhiên có bạn gái, thí dụ như anh đi làm, tôi là bạn gái, tôi muốn quen anh thì tôi xin số điện thoại rồi anh giới thiệu tôi đi làm đúng không? Nhưng mà người đừng bà điện tới thì vợ ông này ghen, kêu bằng ghen mất tử luôn, là chửi ông này không có kể xác nào nói. Chính là ông này ở nhà tôi mà con tôi, gái lớn tôi 30 mấy tuổi, 35 tuổi đó, rồi nó mất hôm năm 2017, chỉ nhờ ông về phụ với xây mồ thôi, biết không? Là bà chửi to xối xả luôn, không thể nào tưởng tượng nói. Nhưng mà ren cái điều nào là cho đúng, mình bắt chính xác chồng mình thì mình mới nói. Nhưng mà bắt chính xác như bà với cái thằng Khôi này nè, là đủ má đập anh tôi đi, chết tôi kinh gì tôi chôn, không bao giờ hề tôi nói chị dâu tôi một tiếng nào. Đừng có bây giờ chuyện này mà nói qua chuyện kia là không có đúng cái sự thật như vậy. Là tôi không đồng ý là cái chuyện đó. Đường ông đi ra ngoài uống cà phê vẫn có bạn bình thường. Nhưng mà tôi xin số điện thoại anh, thí dụ như vợ anh có ghen thì xin số điện thoại anh giới thiệu đi làm, đúng không? Thì tôi cũng cùng bằng chung như đồng nghiệp đi làm thôi. Chừng nào bắt gặp với hai hàng cuốn đường đi như vậy nè, là tôi nói thiệt là tôi không tha. Anh tôi dẫn cho bả quýnh luôn, đụng mày tôi tối cho bả quýnh luôn rồi tôi dẫn xét ông gì chôm. Theo như chị Út á, thì cái đoạn hồi nãy là giữa anh Dũng nói chuyện với chị dâu của chị á, thì những cái lời nói như vậy đó thì chị suy nghĩ như thế nào? Là tôi suy nghĩ là ông này á, thì thí dụ như đi ra ngoài bạn bè
mà là bà này giật cái điện thoại á, là đọc tin nhắn rồi mới nhắn, bà lấy cái tin nhắn đó nhắn lại con nhỏ đó là không biết nhắn cái gì đó, rồi á là hai người mới cãi lộn nhau, là con mới rước về. Còn đã như vậy, nếu mà ông này tôi không binh ẩm, ổng tật thì được nhiều quyền quýnh, được quyền làm gì làm. Nhưng mà có một cái là tự sao mà thằng Khôi này nó nhắn tin cho vợ mà sáng đêm mà không có làm gì hết trơn á. Nhắn tin cho vợ cơ, sáng đêm không có làm gì hết trơn mà để cho dẫn đi âm thầm như vậy đó. Hay bây giờ mà em gọi thử thằng Khoa, thằng Khôi dạ, xem nó bắt máy hay không ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì hai người vừa tắt máy cập nhật lúc 6 phút. Đó, thấy chưa? Bả hai cũng, người bả cũng cập nhật là nè, tắt lúc 6, 7 phút nè. Để gọi thôi, gọi. Mình gọi thôi. Là đấu chuông nè chị nói chuyện với Khôi nha. Nói chuyện đàng hoàng thôi. Dạ đúng rồi, không có đâu. Tôi không có mắc dạy lỗ mãn đâu. Tiền heo. Chứ nó là không dám gặp con em rồi đó. Nó biết, nó biết Zalo của em nó không có máy. Tại hôm qua nó nhắn nó hâm em dữ lắm. Tắt thế à? Em bảo đảm là nó không bắt máy. Gọi lần nữa. Không. Chị dâu chị biết số điện thoại của chị không? Biết chứ. Biết là tôi xài. Nó đổi số mới rồi. Hả? Đổi số khác rồi. Số khác thì mình không biết. Hay là giờ em gọi em cho chị số, chị gọi thử cái số lạ. Đúng rồi, em gọi sim khác luôn. Gọi sim khác đi. Hai nói... người ở chung đâu bao dám bắt máy đâu, dễ gì. Không nghe máy ha. Không. Thôi tắt rồi chị à. Đó. Nghe luôn. Cũng gì nữa. Chứ, không nghe rồi. Xây số lạ không nghe rồi. Không có cái bài ghiền mà dí vô nó nữa đó. Không có ghiền đâu, đụng máy tôi làm cho nó biết thử coi nó làm sao. Nó cái bài ghiền nào. Điện đâu điện. Điện bán mất máy 3-4 lần rồi bán mất. Không mà em nói câu chuyện này là cũng do anh Dũng. Tại anh dẫn kẻ địch về nhà. Thì đúng rồi nhưng mà nhưng mà đâu. Cái vấn đề là chú Dũng này nè, không có nghĩ cái thằng 36 tuổi mà nó lụm bà vợ phải không? Lụm con anh, thôi. Anh liệt thiệt tình quá. Thì cứ nghĩ là làm chung mà anh em chú cháu làm chung kêu tí tí là về nhà chơi là chuyện bình thường, giống như tụi con làm anh em làm chung rồi về nhà chơi bình thường thôi. Ông ba Hảo cũng có nè, thằng Thuận cũng có về nhà nè, rồi ông ba Ánh đâu cũng về đây nè, bạn tôi về đây hết tên đây nè, sao không lấy mấy thằng đó cho nhờ mẹ. Ôi, hồi nãy chú Điện nói chuyện vậy thì cũng rõ ràng rồi. Thì đó, bả rõ ràng đó. Đó tôi biết là khi bả nói chuyện là có thằng kế bên đó. Nhờ mấy chú làm ơn tung lên mạng đại đi, để cho bả về đặng ra ly dị. Tôi bảo đảm tôi nói với ông anh tôi là không bao giờ đụng bả những gì, yêu cầu ông anh tôi cầm giấy ly dị đi về cưới vợ khác. Chứ mà về để mà làm rõ. Làm rõ ra đi rồi cưới vợ khác sống. Đó, cái hầm răng ổng rụng hết trơn mà có vợ khác bà nói, chị nói tôi cũng. Ôi trời, tao cưới vợ 18 cả ổng mày ơi. Mẹ năn nỉ người ta mày khùng quá. Cũng găng thì tòng găng lợi đẹp như găng sứ, giờ mấy chục triệu hầm găng chứ vậy. Rồi gọi không được luôn. Thấy không, gọi 4-5 lần không vẫn, được. Vẫn biết mấy chú này xuống tới nhà anh Dũng rồi. Biết rồi. Nói chuyện trực tiếp vậy là chị Dũng chỉ biết là mấy chú này xuống tới nhà rồi. Chú Việt Tung đây. Nhờ mấy chú với mấy anh tung lên giùm tôi cảm ơn. Tùng đi rồi nay mốt thằng Trạng Triệu trên Trà Vinh nó điện về nó chửi với cô Út cô Tư gì bá lã làm bình, nó nói là tự bệnh qua bên đây rồi này kia. Không có đâu, giờ bên nào thời đại bên nào hay bên nấy. Giờ lỡ mà vợ nó có cao tay ấn nó chửi quá, nó đuổi đi quá, ra ngoài lụm cái bà da chai vô thì đi mua. Bây giờ em nói với gia đình nghe như thế này nè, không lẽ mình không đưa lên
rồi ai giải quyết cho mình, đúng không? Mình đăng tải những cái video này lên để cho cộng đồng mạng xã hội để biết là những cái người này đang ở đâu, trốn ở đâu đó, để mà đưa ra ánh sáng, chứ không mình không đưa lên những cái trường hợp này, giống như mình đưa lên để mà răn đe, giống như là để cho cái rút kinh nghiệm những người xung quanh mình vậy thôi, chứ mình chẳng sợ gì. Đúng rồi. Tức rằng là cái câu chuyện gia đình mình đưa lên là rất là xấu hổ, đúng không? Cho nên là mình buộc suy nghĩ, cái anh Dũng suy nghĩ lâu lắm là mới gọi cho em, một tháng nay rồi, ba tuần nay mới gọi cho em. Yeah. Đó là không, anh đắn đo vậy lắm, đời anh cũng bức xúc quá. Yeah. Anh điện qua anh nói trời ơi chị cưng bỏ anh đi từ bữa hôm hai tới nay rồi, bỏ cha con anh, nói trời ơi anh vậy anh đừng có tung lên mạng nha, trong nước ngoài nước người ta biết cái khổ cho hai thằng trai anh ở trên Trà Vinh á, rồi anh khổ với xui gia nữa này kia, rồi nó mắc mặt bên vợ nó tội ô rồi này kia, nói anh bức xúc quá anh mượn cộng đồng mạng tung lên Facebook hay gì đó. Nhưng mà ở đây nè, cái vấn đề nha, Khôi này nói chuyện rất là ngọt, một tiếng tía, hai tiếng mẹ, ba tiếng là vợ nha, kêu con anh Dũng là vợ đàng hoàng nha. Là ở là cái ngày là hôm đó, nói là hôm đi đó là ba mẹ đi tới gần tới ngoài Tân An rồi, là lên đây hỏi cưới luôn. Yeah. Nhưng thậm chí mà tới người vợ anh Dũng cũng vẫn nói như vậy luôn mà. Cuối cùng ra là đi xong rồi gọi điện là cha mẹ của vụ của Khôi á mới đi về Cà Mau lại. Đó. Thì từ từ những cái chị cứ để xem cái kênh em sẽ đăng lên, từ từ em sẽ đưa những cái đoạn ghi âm, những cái cuộc thoại giữa em với vợ anh Dũng á với thằng Khôi này lên để cho cộng đồng mạng biết ai đúng ai sai. Đó. Có nhiều của chú anh chị bình vô bình luận nói sao mà mình gọi là con rể tương lai, nhưng mà đã có hứa hẹn nha, thậm chí vợ của anh Dũng cũng đã nói mà có hứa hẹn, cho nên lại mình để là tiêu đề là con rể tương lai. Yeah. Đó là như vậy. Yeah. Quá ngọt mà Khôi không nhận giữ hơn Huân, ngọt hơn Huân luôn không? Không phải đâu, nhiều khi mà Khôi nó kiểu trả thù, nó đang đi quẹo phải mà bắt nó quẹo trái đâu luôn. Không, bây giờ cho như đi tiền tắt ha. Kiểu ví dụ mà nó thật sự rằng nhiều khi nó muốn lấy con gái nha, nó muốn làm rể nhà này. Ừ. Nhưng mà không chịu, giờ không chịu buộc mà chơi. Quay ngược luôn anh. Lộng luôn mẹ vợ luôn. Cái vấn đề là biết sao không? Nói giờ nói chú này nè, tía bây giờ tía quyết không gả con gái tía cho con thì con lấy con gái tía đi, con lấy vợ tía luôn vậy thôi. Đúng rồi, lấy vợ tía luôn. Khổ vậy chứ. Đó chứ. Không mà thằng này cao tay thiệt. Quá cao tay. Không, cái vụ này là nó ăn dĩa mì xào hải sản, nó ăn thằng gỏi gà. Nào con cho mẹ chịu con đi. Đã được em nào mẹ chịu con đi. Không mà nói câu chuyện gì, thật sự vậy á thì nó quá tồi. Hết xài rồi. Nó quá tồi. Ừ, hết xài. Nếu mà đúng vậy quá tồi. Ví dụ thật á, em cái lúc mà nghe cái kỳ âm của chú á, mới là mình hình dung á là cái vợ chú chắc là cứ vợ hai còn trẻ đẹp gì ha, thì nghe nói con gái 18 tuổi thì nghe bà vợ tầm khoảng 40 thôi. Trời ơi, ai ngờ đâu rồi. Không, làm như cái bà chị này quá đen hơn anh Dũng à, thấy không chị nha? Nhìn thấy rồi, thấy hình rồi. Không, nhưng mà không, nhưng mà tại cái gu của người ta là thích sao chị nói được, đúng không? Đúng, cái gu của con Khôi thích vậy là sao? Giống như chàng mấy thằng Tây nó thích mấy thằng nhỏ là lùm lùm rồi đen đen á. Quỷ nát đâu cho em. Chứ mấy đứa cao chân dạy đâu có thấy đâu. Mấy thằng Tây á, để ý mấy thằng Tây nó dẫn mấy đứa. Cao đó nghe ra là gì em thấy nói cho ngoại tao, mày cưới gì hửi nách hay gì mày, đứng cái nách gì nè. Bây giờ nó là như vậy á, là Bảo Bình nó là kêu tới cùng, nó nên sự thật là như vậy. Bảo Bình không, em đứa này tôi có tiếng nói là anh Dũng tôi nói chung ra là chị nha. Anh nói như thế này là dù gì cái chăng nữa anh cứ mềm, mình cứ mềm mỏng từ từ là mình ăn, nó thẳng vậy luôn. Ủa bây giờ mềm mỏng, bây giờ em nói vậy chị cũng bị bức xúc mà chị rồi. Không thích đó. Bây giờ ông mềm mỏng đi, ông hạ mình, ông xuống ông mềm mỏng đi, giờ ăn củ thừa nó lại hả? Đâu được. Nó xào nó bị tiêu rồi cho nó đi luôn. Ý là nó ngọt cho bây giờ đây để mình giải quyết chị thôi. Trong cái giai đoạn này nè, anh hiểu không? Bây giờ nhờ cộng đồng mạng đó là bả về không có bắt tay. Ngọt lại đó cho bả về. Hãy cho bà về thôi, không có quýnh không gì hết. Yêu cầu về, một là sống lại là tung thành với chồng rồi sống, còn bằng không ra tờ lý dị đường ai nấy đi, cầm cái giấy đó rồi. Không mà chị Dũng này nhà này trả lời ta lắm là không bao giờ trở lại đâu. Không, không, thì nói không, không bao giờ trở lại là cái lần này là tính là cũng cứng rắn à. Không, cái nãy những lời nói của chị là vui má rồi, biết sao cứng rắn được, biết sao anh Dũng này nè. Không, anh có cái thiết lộ công này không ai chịu đi.
mai mốt về Mỹ Tho đi em mặc mai cho anh. Bao nhiêu giờ clip chọc đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý ông bà của chú anh chị những clip tiếp theo. Bye tất cả quý anh chị nha.